Năm đó tôi bị rớt kỳ thi cao khảo, không có nơi nào để đi, ba tôi lại chỉ dùng một con ba ba để sắp xếp cho tôi đi học việc. Trong cái thành phố chỉ có nhà máy hóa chất này. Ngẩng đầu lên chính là khói bụi, có lẽ làm công nhân chính là lối thoát duy nhất. Trong nhà máy được chia làm cán bộ và công nhân. Công nhân cũng được chia đẳng cấp. Lấy 3 ca làm việc là giới hạn. Phàm những ai cần phải đổi ca đều là kẻ khờ khạo. Cũng nhờ có con ba ba đó của cha mà tôi được sắp xếp làm người học việc vào ca buổi sáng của công việc thợ nguội. Tương lai chính là đi học cao đẳng nghề ngành hóa chất. Sau khi tốt nghiệp sẽ đi ngồi làm việc trong văn phòng. Tôi cầm theo bảng thành tích được làm giải đọc cho sư phụ nghe. Kết quả sư phụ lại trực tiếp cầm lấy tờ thành tích và xem nó như là giấy lau tay. Yêu cầu tôi cởi bỏ áo khoác ngoài, cắt đứt thanh cốt thép ở trên bàn. Tôi đã dốc toàn lực mà cũng không thể cắt đứt được. Không biết sư phụ đứng bên cạnh đang quan sát điều gì, đột nhiên dùng ngón tay búng vào tôi khiến tôi tê tái. Thanh ống thép bị cắt đứt, sư phụ cảm thấy rất hài lòng, khen tôi là một người tài trong ngành thợ nguội. Nhưng tôi lại hoàn toàn không thể nào vui mừng nổi. Trong xưởng, các tiểu cô nương đều làm việc trong văn phòng. Làm thợ nguội thì cả đời cũng chỉ có thể bầu bạn với các bà dì. Không thể không cảm khái rằng đây chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời tôi. Không ngờ máy bơm số 69 đột nhiên xảy ra sự cố. Sư phụ đưa cho tôi một bộ công cụ bảo tôi qua đó siết ốc vít. Tôi chạy thật nhanh qua đó. Nhưng khi tôi tới nơi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi là tới để sửa bom nước. Anh tự qua đó đi. Tôi không dám nghĩ nhiều, đành phải nghiêm túc siết ốc vít. Có chặt không? Có chút. Người đâu cô ta đột nhiên bước tới. Tôi trở nên căng thẳng và siết đứt gãy luôn ốc vít. Tôi một khắc cũng không dám ở lại lâu. Tôi học theo dáng vẻ của người phụ nữ đó khi nằm trên bàn. Sư phụ giải thích rằng đây là kiểu nằm của quý phi. Nếu như hai chân dang rộng ra thì đó là kiểu nằm của Phan Kim Liên. Người phụ nữ đó tên là A Tao. Những người đàn ông trong nhà máy này đều không chịu nổi cô ta. Lúc này bơm nước số 69 lại xảy ra vấn đề. Đồng thời chỉ đích danh bảo tôi đi. Tôi có chút hoảng hốt, không biết phải làm thế nào. Cậu không làm được gì cô ta đâu. Vẫn là để tôi đi cho. Phút chốc tôi nhìn thấy trong mắt của sư phụ có một cảm giác trách nhiệm mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Càng không thể ngờ được là sư phụ vì muốn biểu thị cảm ơn đã đem con gái như hoa như ngọc của ông ấy giới thiệu cho tôi. Tôi cảm kích nhìn về phía sư phụ. Kết quả nhìn vào cơ thể này, chắc ít nhất cũng không dưới 300 cân. Cô ta dẫn theo tôi đi phượt bên ngoài. Nhưng tôi không ngờ là cô ta chỉ muốn tôi giúp cô ta trông quầy hàng, còn yêu cầu tôi giải đinh xuống đường để kéo khách hàng. Nhưng cô ta đã quá xem thường lộ tiểu lộ tôi rồi. Cho tới khi có một cô gái xuất hiện, dáng vẻ thuần khiết của cô ấy khiến cho tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi mang theo những cây đinh chạy theo đường tắt và giải toàn bộ đinh lên mặt đường và chờ đợi. Quả nhiên ruột xe bị xì hơi rồi. Tôi tốt bụng bước về phía trước. Bị nổ lốp rồi à? Anh sửa xe à? Tôi không nói không rằng đẩy xe cô ấy đi, vì muốn được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Nên tôi cố tình kéo dài thời gian khi tháo ruột xe ra. Nhưng thật tiếc là miệng tôi quá ngốc, không biết trò chuyện. Này, đại tỷ cũng là làm việc trong xưởng đường hóa học phải không? Nhìn mặt rất quen thuộc đấy. Anh quản được à? Sau ngày hôm đó, thì cô ấy đã biến mất. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở trước cửa nhà xưởng ngây ngô chờ đợi. Thật không may là hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Tôi chạy về lại trong nhà máy, nhưng lại bị sư phụ bắt giữ và đè xuống một thau nước. Tôi liều mình vùng vẫy cho tới khi sư phụ buông tay ra. 2 phút 13 giây đấy. Tôi rất ngỡ ngàng, đành phải tỏ vẻ vui mừng cùng đồng nghiệp. Thì ra tất cả những điều này là vì bước vào phân xưởng formaldehyde, sư phụ lấy ra một cờ lê siêu to, yêu cầu tôi đi tháo một bu lông mang ra ngoài. Không ngờ phân xưởng này lại độc hại như thế. Tôi không để ý đã hít vào một hơi, cả người tôi lập tức ngất xỉu tại chỗ, khiến cho sư phụ tôi sợ chết khiếp. Đối với việc tôi được đưa tới bệnh viện như thế nào thì tôi không biết rõ, chỉ nhớ là sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm dưới đất, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái giường bệnh, nên tôi đã leo lên đó và nằm xuống. Tuy rất kỳ lạ nhưng rất thoải mái. Đây là bàn kiểm tra phụ khoa, không có việc gì thì đừng tùy tiện vào đây, anh đi tới bàn kiểm tra sức khỏe để tái kiểm tra lại một lần nữa. Tôi lúc đó cực kỳ ngại ngùng, vội vàng nằm xuống ngoan ngoãn phối hợp việc kiểm tra. Tôi lấy hết can đảm hỏi tên của cô ấy. Bạch Lam. Bạch của màu trắng, lam của màu xanh lam. Thật may mắn là tôi không bị vấn đề gì cả. Vấn đề là chủ nhiệm Lưu đã bước vào đây, phê bình tôi thao tác không đúng quy tắc, khiến cho ông ta suýt chút là đã mất đi tiền thưởng. Tôi lễ phép hỏi thăm ông ta một câu. Nhìn dáng vẻ của ông ta hình như là muốn cho tôi một trận rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm sự xuất hiện của Bạch Lam. Dường như đó là bến đỗ có hoa tươi và mây trắng, vô tình xông thẳng vào tuổi thanh xuân vừa kéo dài vừa vô vị của tôi. Thế là tôi mặc dép có quai phối hợp với vớ cao, đứng ở trước cổng nhà máy để mong chặn đường cô ấy. Không ngờ bị một quan nhị đại cướp mất. Anh ta là đối tượng coi mắt của Bạch Lam. Tôi trực tiếp sững sờ. Lòng hiếu thắng khiến tôi chạy đi tìm con gái của sư phụ, muốn mượn chiếc xe mô tô đã được cải tiến của cô ta. Không ngờ vì lẽ đó mà tôi mất đi nụ hôn đầu. Tôi cũng đành hy vọng mình hy sinh bao nhiêu thì sẽ có được đền đáp bấy nhiêu. Tôi cưỡi xe đi vào thị trấn đón Bạch Lam. Không ngờ giữa đường lại bắt gặp tiểu tất. Chiếc xe mô tô tự chế lại của tôi lúc này trông có chút lực bất tòng tâm. Tôi định vòng qua đường tắt, nhưng lại bị một chân đá ngã xuống đất. Tôi không kìm nổi đã tung ra những lời thô tục, trông thật lôi thôi khi chạy tới trước mặt của Bạch Lam. Chưa hết, còn bị té xuống đường. Và như thế tôi buồn bã cưỡi trên chiếc xe tự chế, còn tiểu tất thì dẫn theo cô gái tôi yêu đồng thời kéo theo cả tôi. Sau khi quay về khu nhà máy, chiếc xe cũ kỹ này vẫn là không thể cưỡi được.
Bạch Lam cưỡi xe đẹp chở tôi một đoạn. Tôi bắt đầu nói tới tương lai của mình, chứng minh rằng tương lai sẽ không thua kém gì Tiểu Tất, bởi vì năm sau cha sẽ đưa tôi đi học ở cao đẳng nghề ngành hóa chất. Sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng là nhân viên văn phòng. Anh không biết cao đẳng nghề ngành hóa chất đã dừng tổ chức rồi à? Hả? Dừng rồi ư? Tuy nhiên Bạch Lam nói là cô có cách. Sau đó đã đưa cho tôi tờ đơn tuyển sinh của trường đại học tại chức. Sau khi tốt nghiệp cũng có thể chuyển thành nhân viên ngồi làm việc trong văn phòng. Nhưng chỉ cần học tập là tôi lại cảm thấy đau đầu nên không muốn đi. Vậy thì anh cứ xem như là tôi chưa nói gì cả. Anh cứ tiếp tục ở đây kiếm ăn chờ chết thôi. Tôi nhìn ra được Bạch Lam có chút thất vọng đối với tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ học đại học tại chức. Chỉ cần cô vui vẻ là được. Bạch Lam vô cùng hài lòng kéo giữ lấy tay tôi. Cha mẹ của anh cũng sẽ vui mừng thay cho anh đấy. Trên đường về nhà, tôi luôn nghĩ tới cái giường đơn của cô ấy. Rất sạch sẽ, tôi tưởng tượng dáng vẻ khi cô ấy ngủ trên đó. Không biết ánh sáng vào ngày cuối tuần có chiếu rọi tới gương mặt của cô hay không. Không ngờ chuyện tốt không kéo dài được lâu. Sư phụ đột nhiên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Tôi hốt hoảng vội vàng chạy tới phòng y tế. Biết được tình huống của sư phụ là vô cùng khẩn cấp, nhất định phải đưa tới bệnh viện. Tôi đã đem việc này nói lại với đội trưởng để mượn xe. Đội trưởng vừa đang định đồng ý thì phía sau lại xuất hiện một bàn tay ra hiệu cho ông ta. Đội trưởng lập tức thay đổi nói là không có xe. Tôi đành phải đạp chiếc xe ba bánh đưa sư phụ tới bệnh viện. Hôm đó trời mưa rất to. Tôi luôn nghĩ rằng người mà tôi cứu chính là ông. Tôi chỉ nguyện ý được liều cả tính mạng của mình. Sau khi kịp thời tới bệnh viện, bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chậm thêm một phút nữa thì mạng của sư phụ sẽ không giữ được nữa. Đúng lúc tôi đang vui mừng thì lại nhìn thấy chiếc xe của nhà máy đang chở theo chủ nhiệm Lưu cùng con gái ông ta. Tôi và Bạch Lam bốn mắt nhìn nhau. Bạch Lam quay trở về phòng y tế để chất vấn. Mạng người là trên hết, tại sao lại không điều phái xe ra? Nhưng lại bị cho biết rằng chỉ cần làm tốt bổn phận trong công việc của mình là đủ. Bạch Lam gây náo loạn một trận ở đây. Còn tôi thì cầm theo cây cờ lê đứng trước cửa để ngăn nhân viên an ninh lại. Tiểu Tất được điều đi cục hóa chất để làm tổng giám đốc. Nghe nói là đã cưới con gái của viện trưởng. Sau đó thì anh ta không còn liên lạc với Bạch Lam thêm lần nào nữa. Bạch Lam nói rằng cô là một con chim không có chân, cho dù có dừng lại để nghỉ ngơi cũng là ở trong gió. Tôi có chút không thể hiểu được ý của cô ấy. Buổi chiều hôm đó, sư phụ đã về hưu rồi. Công việc thợ nguội cũng không còn vị trí dành cho tôi nữa. Cha tôi bắt đắc dĩ phải tặng rất nhiều thuốc lá và phiếu mua hàng để sắp xếp cho tôi được làm việc của thợ điện. Nơi đây vừa không dơ bẩn, cũng không mệt mỏi, còn có thể khoác áo vest đi làm. Người ở đây dường như ai ai cũng quen biết tôi. Nhưng là Tiểu Quyết chủy đưa tôi vào nên trông tôi rất là được nể mặt. Nhưng sư phụ ở đây vừa mở miệng nói thì là cả một chuỗi các vấn đề. Tôi ngây ngô lắc lắc đầu. Nhìn thấy tôi cái gì cũng không biết, bèn yêu cầu tôi đi thay thế bóng đèn trong nhà xưởng, còn sắp xếp Tiểu Lý làm cộng sự của tôi. Đột nhiên bóng đèn trong nhà xưởng bỗng xảy ra sự cố.